Chào mọi người. Trong buổi hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái kỹ thuật rất là thường được sử dụng ở trong lĩnh vực kỹ xảo điện ảnh CGI, đó chính là kỹ thuật motion capture. Sau khi chúng ta tìm hiểu một chút về cái kỹ thuật này thì chúng ta sẽ đi vào, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng một cái công cụ miễn phí trực tuyến. Nó sử dụng công nghệ AI để mà nó thực hiện kỹ thuật motion capture cho chúng ta, để chúng ta có thể sử dụng cái dữ liệu motion capture đó cho các diễn hoạt animation của mình ở trong phần mềm 3D. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào, chúng ta tìm hiểu về motion capture trước ha. Thì trước hết thì mình cũng xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh bằng cách là like, subscribe cũng như là chia sẻ kênh để mình có thêm động lực xây dựng thêm nhiều video hơn, và mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ các nội dung của mình. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về motion capture. Thì motion capture là một cái kỹ thuật khá là phức tạp cũng như là khá là yêu cầu nhiều cái yếu tố kỹ thuật ở trong lĩnh vực kỹ xảo điện ảnh và làm phim, và nó liên quan đến cái việc là chúng ta tạo ra các cái diễn hoạt cho các nhân vật 3D, các nhân vật ảo được tạo ra trong môi trường 3D ha. Về cơ bản thì cái kỹ thuật motion capture này được thực hiện bằng cách là các cái diễn viên của chúng ta ha thì sẽ mặc những cái bộ đồ, được chưa? Mặc những bộ đồ, và những bộ đồ này nó có thể dán những cái marker, tức là những cái điểm, các bạn thấy những cái điểm màu xanh nhỏ nhỏ vuông vuông hoặc là màu đỏ gì đó ở trên cái bộ quần áo đó, hoặc là đơn giản là những cái dấu chấm người ta dán lên khuôn mặt, đúng không? Thì những cái điểm này nó được gọi là cái tracker, và nó sẽ được dùng để nó thu thập cái dữ liệu về chuyển động của cái người diễn viên này, và sau đó những cái dữ liệu này sẽ được đưa vào trong cái phần mềm 3D để mà chúng ta áp dụng cái diễn hoạt của cái người diễn viên đó vào trong các nhân vật ảo ở trong phần mềm 3D của chúng ta. Thì ở đây ví dụ các bạn có thể xem một cái video, các bạn thấy là khi mà cái nhân vật của chúng ta mặc một cái bộ suit, một cái bộ quần áo có cái dáng tracker như thế này, thì các dữ liệu diễn hoạt nó sẽ được các cái tracker này nó thu thập vào, và nó sẽ đưa vào trong các phần mềm 3D để cái nhân vật ở đây là cái bộ xương ở trong phần mềm 3D sẽ chuyển động theo cái chuyển động của cái người mặc bộ áo motion capture này. Thì cái kỹ thuật này nó được áp dụng thấy rất là nhiều phim rồi, và điển hình là trong những bộ phim chẳng hạn như là có những nhân vật ảo chẳng hạn như là Avatar, đúng không? Thì trong những bộ phim này thì các bạn sẽ thấy là các diễn viên của chúng ta đó thì sẽ được mặc những bộ đồ như thế này, đúng không? Và sau đó thì những cái diễn hoạt, những cái chuyển động, cử động, diễn xuất của nhân vật chúng ta sẽ được thu vào trong cái phần mềm 3D, và cái nhân vật ảo chúng ta sẽ được diễn hoạt tương ứng như vậy. Được chưa? Đó, khi nhân vật nói thì cái diễn viên chúng ta cười, diễn viên chúng ta nói thì các cái cử động của khuôn mặt cũng sẽ được thu vào trong cái phần mềm 3D, để mà sau đó thì các nhân vật ảo chúng ta sẽ cử động y như vậy, diễn hoạt y như vậy ha. Rồi, thì đó là chúng ta đi tìm hiểu một chút về cái kỹ thuật motion capture ở trong kỹ xảo điện ảnh là như thế nào. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái công cụ, thứ nhất là nó miễn phí, thứ hai là rất là dễ sử dụng cho những cái cho chúng ta có thể tìm hiểu về lĩnh vực motion capture này, đồng thời cũng dành cho những người ví dụ chúng ta không rành về 3D, chúng ta không rành về animation, thì chúng ta vẫn có thể thực hiện các cái công đoạn motion capture, và chúng ta đưa cái thông tin motion capture đó vào trong những cái nhân vật 3D của chúng ta một cách rất là dễ dàng. Thì đó chính là công cụ tên là Kinetics. Thì các bạn cứ lên mạng, lên Google các bạn search cái chữ Kinetics ở đây. Đấy. Thì nó sẽ ra cái trang này. Thì đây là cái một cái website, nó có cái công cụ AI để nó thực hiện motion capture cho chúng ta dựa trên một cái video mà chúng ta quay ha. Rất là đơn giản thôi, chúng ta dùng điện thoại di động và chúng ta dùng máy máy quay, máy ảnh gì đó, chúng ta quay cái người diễn viên chuyển động là đủ để chúng ta đưa lên cái trang web này, nó sẽ thực hiện motion capture cho chúng ta. Rồi, thế thì đầu tiên thì các bạn cứ tạo một cái tài khoản, các bạn login vào cái trang Kinetic này. Thì ở đây là mình đã tạo sẵn một cái tài khoản rồi, thì đây là cái tài khoản của mình ha.
À, tiếp theo thì chúng ta sẽ thực hiện quay một cái cảnh quay. Thì ở đây ví dụ mình đã có một cái cảnh quay như thế này. Đấy, thì trong cái cảnh quay này thì mình thực hiện một số động tác. Đơn giản là mình quay lại, mình đang thực hiện một số cái động tác. Và sau đó thì mình sẽ upload cái video này lên trên cái trang Kinetics, và nó sẽ thực hiện motion capture, tức là nó đọc và nó track theo cái diễn hoạt, cái cử động của mình, và sau đó nó sẽ đưa cái dữ liệu đó vào trong các cái nhân vật 3D của chúng ta. Thì ở đây mình đã thực hiện, và mình đây là cái thành phẩm, mình có thực hiện một chút cái kỹ xảo nhỏ cho nó vui. Thì đây chính là cái nhân vật 3D, nhân vật ảo mà mình đã thực hiện đưa cái diễn hoạt của mình vào trong cái nhân vật đó. Thì các bạn thấy là cái nhân vật ảo này nó sẽ cử động theo những cái động tác giống như mình đã thực hiện. Rồi, thế thì ở đây thì mình sẽ tạm thời đóng After Effects, và mình sẽ quay lại cái trang web Kinetics, được chưa? Rồi, và trong trang web này thì đầu tiên thì mình sẽ tạo cái project create an animation, đúng không? Và ở đây thì nó sẽ cho chúng ta upload lên một cái video, và mình sẽ bấm vào cái nút upload này, mình đưa cái video của mình lên. Và ở đây thì chỉ đơn giản là mình sẽ bấm cái nút import, được chưa? Thì nó sẽ đưa cái video của mình vào, và nó sẽ thực hiện xử lý cái video này. Và ở đây mình giới thiệu với các bạn cái công cụ này, tại vì nó hoàn toàn miễn phí, các bạn không có cần phải trả cái mức phí gì hết. Và ở đây thì cái công cụ này thực hiện cái công việc motion capture khá là tốt, theo như mình đánh giá, đúng không? Rồi, thì sau khi mà đã upload cái video chúng ta lên cái trang Kinetics này, thì nó sẽ có một cái cửa sổ, một cái giao diện như này, nó cho phép chúng ta cắt ghép cái clip này, tức là chúng ta có thể lựa chọn cái khúc nào mà chúng ta muốn thực hiện motion capture. Rồi, thì ở đây có thể là mình sẽ xem cái video của mình, và mình sẽ chọn cái khúc mà mình bắt đầu chuyển động thôi ha. Thì mình sẽ kéo cái điểm đầu và điểm cuối của cái video đến cái chỗ mà mình muốn. Và sau khi mình đã xác định được cái điểm đầu và điểm cuối của cái video của mình, thì mình sẽ thực hiện cái bước tiếp theo. Thì ở đây mình đã chọn cái khúc mà mình muốn chọn rồi, muốn cắt motion capture rồi, và tiếp theo mình sẽ bấm cái nút là next step, và mình sẽ đặt cho nó một cái tên, tên gì cũng được ha, và chúng ta sẽ bấm confirm, và chúng ta sẽ đợi cho nó xử lý. Thực ra thì cũng không có lâu, cỡ khoảng tầm 15 phút là nó sẽ xử lý xong cái video của mình. Ở đây thì mình đã có một cái scene mà nó đã xử lý xong, thì mình sẽ vào cái scene này để cho các bạn xem. Thì sau khi mà phần mềm nó đã xử lý xong cái video của chúng ta, nó đã motion capture xong cái diễn hoạt của diễn viên ở trong cái video của mình, thì nó sẽ đưa cái diễn hoạt đó vào trong cái scene với một cái nhân vật default như này, nhân vật mặc định như này ha. Và khi mà chúng ta bấm play ở đây, thì các bạn sẽ thấy cái chuyển động của chúng ta, của cái của mình. Đúng không? Mình gãy đầu rồi mình giơ tay giơ chân gì đó, thì tất cả những diễn hoạt đó nó đã được đưa vào trong cái nhân vật 3D ở đây. Thì đây chính là một cái công đoạn motion capture rất là dễ dàng, các bạn thấy, mà được thực hiện dựa vào video chúng ta quay. Chúng ta không cần phải mặc bộ đồ có những cái tracker giống như hồi nãy mình nói, đúng không? Mà chúng ta vẫn có thể có được cái kết quả motion capture khá là tốt. Rồi, thế thì tiếp theo thì chúng ta sẽ có một số công cụ nằm ở phía trên của cái Kinetic này. Cái đầu tiên là cái editing. Cái editing là cái mà khi chúng ta bấm vào đây thì chúng ta sẽ có một cái timeline,
và chúng ta sẽ thấy được cái animation của chúng ta ha. Nó nằm ở trên cái laser này, chính là cái này, và chúng ta có thể thay đổi cái timeline của nó. Và ở đây chúng ta có cái tab animation, thì đây chính là những cái animation mặc định mà cái thằng Kinetic này nó cung cấp cho chúng ta. Thì nếu mà chúng ta không có muốn quay và chúng ta thực hiện những cái động tác mà chúng ta muốn á, thì chúng ta có thể lên đây và chúng ta lấy những cái animation có sẵn ở trên cái phần mềm Kinetic này để mà nó áp dụng vào cái diện nhân vật của mình luôn. Ở đây thì mình sẽ đi qua cái bước là character. Chúng ta bấm vào cái nút character đây, và trong cái nút character này chúng ta sẽ vào trong cái mục character ở đây, và trong đây nó sẽ có cung cấp chúng ta một số cái character mà có sẵn ở trong Kinetic để nếu mà chúng ta muốn sử dụng. Chưa? Chẳng hạn ở đây mình sẽ chọn cái nhân vật cái cô gái này. Như vậy là chúng ta sẽ có hai cái nhân vật, còn nếu mà ví dụ các bạn muốn import một cái model 3D mà chúng ta muốn thì chúng ta có thể dùng cái mục là import ở đây, và chúng ta sẽ import cái model 3D của chúng ta vào trong Kinetics. Còn ở đây thì mình sẽ dùng một cái model chúng ta có sẵn ở đây ha. Rồi thì sau khi mà chúng ta có cái nhân vật thứ hai này thì mình sẽ đưa cái diễn hoạt mà đã được motion capture vào cái nhân vật mà chúng ta mới add vào ha. Thì để làm việc đó chúng ta sẽ quay lại cái mục editing. Ở đây thì mình đơn giản là chúng ta thấy là chúng ta có hai cái nhân vật Sam là cái thằng này đúng không? Còn new character là cái cô gái này. Thế thì ở đây chúng ta chỉ việc đơn giản chúng ta lôi cái diễn hoạt animation chúng ta xuống phía cái layer phía dưới của cô gái. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ có cái nhân vật cô gái chuyển động, còn nhân vật Sam hồi nãy của chúng ta thì nó sẽ đứng yên. Nó đơn giản như vậy thôi, là những bước mà chúng ta có thể áp dụng cái animation chúng ta vào một cái nhân vật rất là đơn giản, các bạn thấy. Rồi, ở đây thì mình sẽ delete cái nhân vật nhân vật nam hồi nãy, mình delete đi cho nó trống. Bây giờ chúng ta sẽ có nhân vật cô gái như thế này. Và ở đây thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút export để chúng ta lấy cái file diễn hoạt này xuống. Bây giờ chúng ta download cái file diễn hoạt này xuống. Thì chúng ta bấm cái nút export này. Và chúng ta sẽ download cái file FBX đúng không? Và tùy ví dụ các bạn muốn download những cái file khác thì các bạn hoàn toàn có thể thực hiện. Ở đây nó hỗ trợ là export những cái file như là WebM và một số cái file khác. Và như vậy là các bạn thấy là chúng ta đã download xong cái file diễn hoạt của chúng ta ha. Rồi. Thế thì bây giờ ở đây thì mình sẽ đi vào một cái phần mềm mà mình sẽ mở 3ds Max lên để chúng ta xử lý cái file FPS mà chúng ta vừa mới download. Thì các bạn extract nó ra thì nó sẽ có một cái folder. Nó sẽ có hai cái file là FBX, GLB và một cái folder chứa những cái material texture. Thì chúng ta cứ để nó chung trong một folder như thế này. Và sau đó thì chúng ta sẽ mở phần mềm 3D chúng ta lên. Ở đây là mình sử dụng 3ds Max. Rồi và như vậy là đây là phần mềm 3ds Max. Thì ở đây đầu tiên là mình sẽ import đúng không? Mình sẽ import cái model mà đã được download từ Kinetic xuống. Mình sẽ tìm được cái file FBX, mình import nó vào. Ok. Và đây chính là cái nhân vật 3D mà chúng ta đã tạo trên cái trang Kinetic, và nó sẽ có cái diễn hoạt đúng không? Nó sẽ có cái diễn hoạt mà đã được chúng ta motion capture. Ở đây thì mình sẽ chỉnh lại cái timeline một chút cho nó đúng với cái độ dài của cái animation chúng ta. Rồi. Và ở đây thì nếu mà các bạn thấy chúng ta có cái model thì nó có hơi nghiêng một chút, nó không có thẳng với cái mặt đất, thì chúng ta có thể select cái model đúng không? Mình sẽ rotate nó lại một tí. Rồi, mình sẽ di chuyển một tí. Được chưa? Nó nằm đúng ở trên cái mặt đất của chúng ta. Được
Rồi, mình thực hiện một số cái tùy chỉnh thôi. Và như vậy thì các bạn đã thấy là chúng ta đã có một cái diễn hóa nhân vật. Rồi, thì sau khi mà chúng ta đã vừa lòng với cái mô đồ của chúng ta và cái animation rồi, thì ở đây mình sẽ select tất cả các cái mô đồ 3D của chúng ta, và mình sẽ sử dụng một cái script dành cho 3ds Max. Cái script đó có tên là Export OBJ Sequence. Nó sẽ giúp chúng ta export cái animation này ra dưới cái dạng là chuỗi chuỗi OBJ, để mà chúng ta đưa vào trong After Effects sử dụng Video Copilot Element để chúng ta import cái mô đồ này vào trong After Effects. Vậy thì ở đây mình sẽ vào phần scripting, run script, mình sẽ chạy cái script này, cái script export obj sequence này, thì nó sẽ ra một cái cửa sổ. Thì mình nhắc lại là những cái tài nguyên, những cái script và những cái file thực hành mình đều có bao gồm ở trong cái phần mô tả của video ha, thì các bạn có thể xuống để download. Thì ở trong cái ô export obj sequence này, mình sẽ đơn giản mình sẽ tìm đến một cái folder để chứa cái chuỗi obj này. Thì ở đây thì mình tạo một cái, mình đã có sẵn một cái folder obj rồi, đúng không? Và chúng ta chỉ bấm vào cái nút export là nó sẽ export cho chúng ta. Ở đây thì mình đã export rồi, cho nên là nó đã có sẵn trong đây. Thì đây chính là cái chuỗi obj mà chúng ta đã export. Ở đây thì ok, để mình làm thử cho các bạn xem. Ví dụ mình tạo một cái thông mục thứ hai, đúng không? Mình đặt cái tên cho nó, cho các cái chuỗi OBJ này. Bấm save và sau đó mình bấm export thì nó sẽ export cho chúng ta như thế này, các bạn thấy như vậy. Thì các bạn thấy ở đây thì chúng ta có cái trong cái thư mục test mà mình mới tạo đó, thì nó sẽ bắt đầu có những cái file OBJ, file MTL đi kèm và cái material texture đi kèm luôn. Ở đây thì mình sẽ tạm thời mình tắt cái 3ds Max đi. Và mình sẽ quay lại After Effects. Delete cái folder test của mình nha, tại vì mình đã có cái folder OBJ mà mình đã export ra rồi. Rồi thì bây giờ chúng ta đi vào trong After Effects. Đầu tiên thì mình sẽ import cái video của chúng ta, đúng không? Mình sẽ đưa vào, tạo một cái con, mình đặt tên cho nó là main con. Và ở đây thì mình sẽ giới hạn cái con này lại vừa đúng với cái diễn hoạt của mình thôi, đúng không? Từ cái lúc mà mình bắt đầu chuyển động, mình đưa tay lên và mình gãi đầu cũng có các thứ, đến khi mình hoàn hoàn tất cái chuyển động của mình. Yeah. Còn cái phần sau khi mình đi ra rồi, mình sẽ có một cái clean plate, là một cái footage trống để lát mình làm cái hiệu ứng biến thành nhân vật ảo, đúng không? Cho nó vui. Còn đây thì mình sẽ giới hạn lại cái diễn hoạt của mình. Và mình sẽ trim cái con này lại cho vừa đủ, được chưa? Tiếp theo thì mình sẽ tạo một cái layer, layer mới, mình đặt tên cho nó là Element. Và mình vào phần Effect, áp dụng cái video Copilot Element vào. Và trong cái hiệu ứng plugin element này, mình vào cái scene setup và vào phần file import 3D sequence. Và ở đây mình sẽ tìm đến cái obj sequence mà mình vừa mới export từ 3ds Max. Ở đây mình sẽ chọn cái file đầu tiên ha. Rồi, ok. Thì nó sẽ import cái mô đồ của chúng ta vào trong cái không gian 3D của element, và các bạn thấy nó hơi nhỏ, đúng không? Nó bé xíu à. Thì mình sẽ bấm vào cái nút là normalize size ở đây, thì nó sẽ bự lên như cũ. Và mình sẽ đưa cái model này nó lên đứng ở trên cái ground, đúng không? Trên cái mặt đất của chúng ta. Rồi, đơn giản như vậy thôi, và chúng ta bấm ok. Thì bạn thấy là cái nhân vật chúng ta nó đã được đưa vào trong After Effects. Ở đây thì mình sẽ vào trong cái group 1 ở đây, trong cái phần create group null, mình tạo một cái null để mình điều khiển cái nhân vật 3D này. Và với cái null này thì mình có thể di chuyển cái nhân vật 3D của chúng ta, mình có thể scale nó lên, đúng không, để cho nó vừa bằng với cái cơ thể của mình.
chưa? Đấy. Rồi, cái việc tiếp theo nữa là mình muốn canh làm sao cho cái diễn hoạt của cái nhân vật 3D của chúng ta nó phải cũng phải trùng khớp sơ sơ với cái diễn hoạt của mình. Đấy, thì ở đây mình chỉ việc là mình kéo lại cái timing của cái layer element này. Đấy, thì khi mà chúng ta kéo lại xong thì chúng ta sẽ thấy là các diễn hoạt nó gần như nó trùng khớp với nhau rồi. Tất nhiên là không thể nào có chuyện mà chính xác 100% được, đúng không? Nhưng mà nó sẽ đâu đó nó trùng khớp với nhau. Rồi thì như vậy các bạn thấy là chúng ta đã thực hiện xong công đoạn là motion capture, chúng ta tức là chúng ta lấy cái diễn hoạt chuyển động của một cái diễn viên vào trong một cái nhân vật ảo. Và các bạn thấy công đoạn rất đơn giản, mình sử dụng cái công cụ Kinetic vừa miễn phí mà nó là chỉ rất đơn giản, nó chỉ dựa vào cái video mà chúng ta quay ra thôi, rất là đơn giản, đúng không? Ở đây thì mình sẽ thực hiện nốt cái công đoạn làm cái hiệu ứng biến thành nhân vật ảo để cho nó vui. Thì ở đây đầu tiên thì mình sẽ duplicate cái layer background của mình lên, mình đặt tên cho nó là Clean Plate. Và với cái layer này thì mình sẽ tìm đến cái vị trí mà cái khi mà mình đi ra khỏi khung hình chúng ta có một cái clean plate như thế này, mình sẽ bấm chuột phải vào time chọn free frame, có một cái frame trống và mình sẽ ngắt cái timing của frame này ở ngay cái vị trí này. Đó. Thì các bạn thấy là khi chúng ta làm như vậy thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có cái phần sau cái background phần sau chúng ta nó sẽ trống. Tiếp theo nữa thì chúng ta có thể thêm vào một chút cái một số cái file stock để làm thêm hiệu ứng ánh sáng. Ở đây mình sẽ dùng một số cái stock mình có, thì những stock này mình cũng có bao gồm ở trong phần mô tả của video, các bạn có thể xem thêm. Đầu tiên mình sẽ dùng cái explosion ray, đúng không? Mình sẽ để đến đúng cái vị trí này, mình chuyển cái mode thành F. Mình sẽ áp dụng cái plug in deep glow của plug in everything để nó làm cái hiệu ứng ánh sáng rất là nhanh, đúng không? Mình có thể scale cái hiệu ứng này lên một tí, đặt nó vào đúng vị trí. Đây thì mình sẽ ghi cái opacity của clean plate này để có cái độ chuyển nhẹ. Cái layer element chúng ta cũng sẽ giới hạn cái điểm xuất hiện của nó lại, đúng không? Mình cũng sẽ ghi cái opacity của cái layer element này. Rồi, ngoài ra mình sẽ thêm vào một cái khói. Khói ở đây, mình sẽ tìm đến cái vị trí khó mà mình muốn, ví dụ như chỗ này, đúng không? Rồi mình sẽ chuyển cái mode thành là screen. Với khói thì các bạn không nên chuyển thành S tại vì nó sẽ hơi bị sáng quá, các bạn thấy đấy, chúng ta chuyển thành S thì nó sáng lắm, chuyển thành screen thôi. Và mình sẽ ghi cái opacity luôn. Sẽ đặt đúng cái chân của cái nhân vật và mình sẽ tạo một cái mask đơn giản để mình tạo cái độ mượt cho cái phần chân của cái cột khói này. Mình sẽ tăng cái feather lên và đổi cái mode của cái mask thành subtract. Cái mask expansion mình sẽ đẩy nó lên một tí. Rồi. Khói nó bay lên hơi chậm thì ở đây mình có thể đến cái lúc này mình sẽ cho khó biến mất này, đúng không? Rồi thì giờ mình sẽ bấm chuột phải vào cái khói này, mình chọn là time thì enable time thì mapping, và mình sẽ tạo hai cái key ở hai cái vị trí mà mình muốn cái khói này sẽ xuất hiện và biến mất. Mình tạo hai key chốt và sau đó mình sẽ lôi cái hai cái key này
về sát nhau để cho cái khối này nó chuyển động nhanh hơn. Cái khối này mình sẽ giảm cái opacity của nó xuống thành tầm 50 thôi. Rồi, ví dụ chúng ta cũng có thể có một cái spark nhỏ ở đây, mình cũng chuyển nó thành chế độ S. Không, mình ở đây mình sẽ chọn một cái stop khác, chọn cái slow spark này, đưa vào đây. Nó có một chút cái những cái particle lửa bay lên cho nó đẹp đúng không? Và mình cũng sẽ copy cái opacity này dán vào đây, dán vào cái spark này. Thì một số cái stop vào để cho nó đẹp hơn đúng không? Vẽ một cái mask xung quanh cái spark này. Mình sẽ tăng cái fader của nó lên. Rồi. Và như vậy là một số cái hiệu ứng nhỏ, stop nhỏ để cho cái hiệu ứng nó vui hơn. Ở đây thì nếu mà cẩn thận hơn thì ví dụ các bạn thấy nên có một cái reflection ở phía dưới cái sàn nhà đúng không? Thì ở đây thì mình sẽ select cái layer element của chúng ta ở đây. Mình sẽ vào phần video copilot, mình chọn cái plugin VC Reflect. Đây là một cái plugin để tạo reflection rất là nhanh của video copilot. Và ở đây thì mình sẽ chọn cái floor position, tức là vị trí của cái sàn nhà ở ngay cái vị trí chúng ta mong muốn, là vị trí cái chân tiếp xúc đúng không? Rồi và tiếp theo thì chúng ta sẽ giảm những cái chẳng hạn như là opacity, chúng ta giảm opacity xuống. Chúng ta sẽ tăng cái blur mouse lên một tí đúng không? Và như vậy là chúng ta đã có một cái reflection. Ở đây thì nếu mà reflection chúng ta nó cắt cái layer chính của chúng ta đó, thì mình sẽ vào cái phần VC Effect, mình xuống phần Blend Style và mình sẽ chọn là Behind Original, thì nó sẽ nằm ở phía dưới cái hình ảnh gốc của chúng ta ha. Để cho nó thực tế hơn. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể thực hiện một số công đoạn chỉnh màu, chẳng hạn ở đây mình tạm thời tắt những cái layer bạn mà tắt những cái layer stop đi. Mình sẽ thực hiện khớp màu giữa cái nhân vật ảo chúng ta với cái nhân vật chính của mình. Để thêm mình có thể sử dụng key correct, mình vào mình sử dụng cái color matcher, mình sẽ chọn cái background chúng ta. Cái thứ hai là mình có thể áp dụng cái color correction curve, và chúng ta có thể thực hiện ở đây, tại vì cái phút tịch gốc của chúng ta thì cái màu sắc nó sẽ hơi hơi bạc màu đúng không, cái độ contrast nó không cao, cho nên mình sẽ giảm cái contrast xuống một tí. Đó. Ngoài ra nữa thì mình cũng có thể dùng cái plugin Fblur ở trong, cũng ở trong bộ Key Correct, và cái Fblur này nó sẽ giúp chúng ta làm mượt cái phần viền của nhân vật ảo. Ở đây mình sẽ giảm xuống cái blur mouse khoảng tầm 1 hoặc là 2, 1 đi. Cái S width là 2. Anh thấy là nó sẽ giúp làm mượt cái phần viền một chút của cái nhân vật chúng ta. Chà. Để nó blend vào với cái bối cảnh hơn.
Đấy thì một số cái chức năng công cụ đơn giản như vậy để chúng ta làm cái hiệu ứng cho nó vui ha. Còn cái mục tiêu chính ở đây trong cái video này thì mình vẫn là giới thiệu với các bạn cái công cụ motion capture của Kinetics, và cũng hy vọng là cái công cụ này nó sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về cái kỹ thuật motion capture ở trong các cái bộ phim điện ảnh. Và cái thứ hai nữa là giúp cho các bạn nào ví dụ chúng ta không có rành về 3D, chúng ta không rành về animation, thì chúng ta vẫn có thể thực hiện motion capture những cái hành động diễn xuất của chúng ta để đưa vào trong một cái nhân vật ảo. Thì hy vọng là những cái đó sẽ giúp ích cho các bạn trong cái công việc và việc học của các bạn ha. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái video, và một lần nữa thì mong là các bạn sẽ tiếp tục like, subscribe và chia sẻ video này đến với những người khác để mình có thêm những cái niềm cảm hứng để mình xây dựng thêm những nội dung hơn cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ha.